Chào mừng quý vị đã đến với Đại Đô Thị Vinhome Ocean Park. Trong video ngày hôm nay, Danh Hùng và Mộc Miên sẽ gửi đến quý vị những thông tin chi tiết và hình ảnh chân thực về loại hình căn hộ một phòng ngủ tại phân khu Sapphire 1. Ngay bây giờ hãy cùng khám phá nhé! Đây là dòng căn hộ có một phòng ngủ với diện tích từ 37,7 đến 48,1m², bao gồm một phòng ngủ chính, không gian phòng khách và bếp, một phòng vệ sinh cùng một lô gia. Loại hình căn hộ này sở hữu diện tích vừa phải, giá cả hợp lý, thích hợp với những người độc thân hoặc những đôi vợ chồng chưa có nhiều tích lũy tài chính. Còn về những người cao tuổi muốn tìm một nơi để an dưỡng, nghỉ ngơi thì căn hộ một phòng ngủ cũng rất lý tưởng. Bên cạnh đó, căn hộ này còn có tính thanh khoản cao, phù hợp để cho các nhà đầu tư có thể cho thuê và sinh lời. Khi mà sống tại đây thì cư dân có thể sử dụng tất cả các tiện ích nổi bật của dự án Vinhome Ocean Park, như hồ điều hòa trung tâm, biển hồ nước mặn nhân tạo và các dịch vụ của vũ trụ kim cương, dịch vụ quản lý Vinhome, trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường học phổ thông liên cấp Vinschool, đại học VinUni, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp và tiện nghi cho cộng đồng cư dân thông minh. Mặt khác, đây là một không gian sống năng động, hiện đại với những đặc quyền riêng biệt dành cho cộng đồng cư dân khi sở hữu những dịch vụ tiện ích nội khu all-in-one như mua sắm, giải trí hay tập luyện với các hệ thống sân tập thể thao liên hoàn, khu vực vườn dưỡng sinh mang đến nhiều hạng mục phong phú, đa dạng các mặt hàng cho cư dân. Điểm đặc biệt nhất là khi sở hữu căn hộ tại đây là vị trí của phân khu Sapphire 1 cũng là tâm điểm kết nối thuận tiện với các tuyến cầu đường và đây còn là một phân khu duy nhất sở hữu tầm nhìn panorama, kiến tạo không gian sống mang hơi thở đại dương có 102 cho cư dân. Ngay khi bước vào đây, Mộc Miên sẽ cảm thấy một không gian gọn gàng và vô cùng thoáng đãng. Mỗi một mét vuông trong căn hộ đều được tối ưu, mang đến một trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân. Căn hộ có cửa sổ kính lớn giúp cho gia chủ có thể đón được ánh sáng tự nhiên và khí trời thoáng mát. Tại đây thì quý vị có thể bài trí một bộ sofa cùng với bàn trà và kệ tủ và phía đối diện sẽ là TV. Còn phía bên này thì Miên nghĩ rằng chúng ta nên đặt một bộ bàn ăn gần với khu vực bếp, vừa giúp tối đa diện tích, vừa giúp gắn kết các thành viên trong gia đình nữa. Đối với phòng ngủ của căn hộ, quý vị có thể kết nối với bên ngoài thông qua cửa sổ có kính an toàn và hệ thống khung nhôm sơn tĩnh điện. Ngay phía đối diện phòng ngủ là khu vực nhà vệ sinh đã được trang bị sẵn những thiết bị vệ sinh thiết yếu từ những thương hiệu uy tín. Bên cạnh những không gian sinh hoạt trên, mỗi căn hộ dòng một phòng ngủ đều có trang bị thêm một lô gia nơi quý vị có thể sử dụng để giặt và phơi quần áo. Căn hộ một phòng ngủ được bàn giao theo tiêu chuẩn Sapphire của chủ đầu tư Vinhome bao gồm sàn lát gạch ceramic, riêng phòng ngủ được lát sàn gỗ công nghiệp, chân thạch cao, điều hòa multi hai chiều treo tường, cửa sổ có kính an toàn và khung nhôm sơn tĩnh điện, cửa đi chính và ngăn phòng dùng gỗ công nghiệp chống cháy. Các thiết bị vệ sinh được trang bị đầy đủ, tường phòng tắm lát gạch ceramic, hệ thống intercom bao gồm chuông cửa kết nối xuống tầng 1 và tầng hầm, mang đến cho quý vị một không gian sống năng động, hiện đại, thoải mái. Những cư dân tại tòa S107 có thể thưởng thức 4 tầm view tiêu biểu của tòa nhà như các cảnh quan nội khu tại hướng Tây Nam và Đông Nam, bao gồm vườn đi dạo xanh mát cùng đài phun nước gia đình cá heo. Còn tại hướng Đông, khách hàng có thể ngắm nhìn khu vực sân tập bao quanh bởi các hàng cây xanh mát. Ngoài ra, quý vị có thể tận hưởng tầm view khoáng đạt hướng ra trường học Vinschool và ngã tư giao lộ tại hướng Tây Bắc. Sở hữu lợi thế về diện tích mặt thoáng lớn nên căn hộ có thể đón nguồn sáng tự nhiên vào bên trong, giúp cuộc sống của cư dân luôn thoải mái và dễ chịu, đặc biệt là giúp tiết kiệm lượng lớn điện năng vào ban ngày. Hơn nữa, tại vị trí Tây Nam của tòa S107 đã có tòa S105 che chắn phía trước nên có thể tránh được cái nóng bức vào mùa hè. Ngoài ra, các gia chủ nên trang bị thêm rèm cửa và có thể trồng cây ngoài ban công để điều hòa không khí, điều tiết nhiệt độ và gió trời. Khi lựa chọn căn hộ, khách hàng cũng rất quan tâm đến vấn đề phong thủy vì yếu tố này có thể ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tài lộc của cả gia đình. Trong ngũ hành, hướng Tây Nam ứng với hành thổ, vì thế mà những người được lợi nhiều nhất ở đây là những người có bản mệnh thổ và hai mối quan hệ tương sinh với mệnh thổ là người có bản mệnh hỏa và kim. Hướng Tây Nam mang đến nhiều nguồn năng lượng tích cực và dương khí cho ngôi nhà. Đây là hướng tạo ra sự gắn kết giữa mọi thành viên trong gia đình, giúp cuộc sống luôn yên ấm, các mối quan hệ xã hội cũng được củng cố. Và để lựa chọn đồ nội thất, gia chủ cần ưu tiên những món đồ phù hợp với các sắc thái màu của đất, cát. Bên cạnh đó, hỏa sinh thổ nên các màu sắc tượng trưng cho hành hỏa như đỏ, cam, tím, hồng cũng là những lựa chọn rất tuyệt vời.
Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video clip của ngày hôm nay. Để biết thêm những thông tin chi tiết về các loại hình căn hộ khác, quý vị hãy truy cập vào đường link online.vinhome.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.